Ngày xưa có bốn nàng mỹ nữ đẹp tuyệt trần bị mấy gã thầy tu dụ đến một hòn đảo. Các nàng không những không sợ hãi, thậm chí có chút thích thú com chim cú. Chỉ vì những gã thầy tu này đều có cái bụng to được cái lò xo ngắn, bốn nữ mỹ rất khoái khi nhìn thấy bộ dạng các sư thầy. Mấy thằng đầu hói dẫn họ băng qua những hàng cây rậm rạp. Đột nhiên một cô nàng vô tình vấp ngã, mang tiếng thầy bà được cái dâm tà không thiếu. Rất nhanh thầy tu có cơ hội sờ soạc vào làn da mịn màng ấy. Sau đó đầu hói lấy ra một chiếc lá thần dán nó lên vết thương cho nàng, không ngờ vết thương lành ngay tại đó. Tuy là thầy tu nhưng các nàng lại rất muốn trải nghiệm cái lò xo ấy. Tại thời điểm này có một chiếc trực thăng bay ngang qua, một người trong số họ cố gắng hét lên để được giúp đỡ. Thầy tu mập nhất ngay lập tức thay đổi sắc thái khi nhìn thấy hành động đó. Thế là hai gã chọc lấy tay che mồm bịch miệng cô nàng. Một vài nàng khác chứng kiến không dám hò hé nữa lời, cho đến khi thầy tu tiếp tục dẫn họ xuyên qua khu rừng huyền bí. Do các nàng đi bộ suốt một chặng đường dài khiến toàn thân mệt mỏi rã rời, ngược lại mấy thằng thầy tu này dường như không cảm thấy mệt là gì. Thế nên một anh thầy số hưởng bế nàng qua sông, nàng khác thấy vậy cũng khoái lắm chứ. Cô nàng bên cạnh bỗng dưng nôn nao con ngao bởi những gã sư thầy máu gái. Vậy là nàng ấy lợi dụng khoác tay nhảy vào vòng tay một anh hói, sau khi đi được nửa ngày cuối cùng cũng tới một đường hầm bí ẩn. Sau khi đi qua đường hầm họ chứng kiến một cảnh tượng hết hồn. Trước mặt có hàng trăm cô nàng xinh xắn da trắng trông rất mắn, sau đó bốn mỹ nữ được tắm rửa cả cọ con sọ trong hang. Bốn nàng không hề biết điều đang chờ đợi có thể là một cơn ác mộng. Hóa ra đây là đất nước của đàn bà cổ đại thời xa xưa, xưa rất là xưa, nói chung hàng nghìn năm trước. Thời đó những người đàn ông của bộ tộc này biến mất một cách bí ẩn. Phụ nữ ở đây sử dụng máu để đạt được khả năng trường sinh bất lão, một phần để duy trì nước nôi lên láng của đàn ngao. Vì thế con mụ già mồm thối bắt đầu lùa những cô nàng mái tơ từ bên ngoài vào, sử dụng huyết của họ để hồi sinh linh hồn của những người đàn ông đã khuất. Mấy thằng đầu hói ở đầu phim thực chất là những người đã hẹo được sống lại. Tộc trưởng mỗi ngày bắt vài cô gái mái tơ từ bên ngoài. Sau khi được hồi sinh, những linh hồn này rất ngoan ngoãn gọi phát là dạ ngay, làm bất cứ điều gì họ yêu cầu. Lúc đầu cô gái nghĩ mấy thằng thầy tu muốn bắt nàng về làm vợ, vậy nên trong lòng rất mong chờ cuộc sống hạnh phúc ở nơi đây. Ai ngờ họ sớm nhận ra những hài cốt trong hang chuột. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi vãi cả đái, nào nàng lấy mặt tái như đít nhái. Sau đó thầy tu đưa họ vào sâu bên trong phân chia phòng ngủ cho các nàng. Có rất nhiều người đẹp ở độ tuổi xuân thì nằm chờ cho thầy tu hưởng dương sau đó mang đi hiến tế. Bốn mỹ nữ được bố thí nằm chung một phòng ngủ, mỗi ngày các nhà tu khu to cung cấp cho họ trái cây tươi. Sau khi ăn uống no say, cô nàng thả ngao nằm xuống ngay ngắn thử giường có êm không. Thời đó được nằm ngã nằm nghiêng ai ai cũng khoái, thế là nàng ước rằng nếu được ôm thầy tu bụng to ngủ tranh thủ cầm lò xo chắc phê lòi. Khi nàng đang có những suy nghĩ lung ta lung tung tuy thô mà thật, quả nhiên xuất hiện thầy tu khu to nhất vác khoai mò tới. Trước màn hình là cô nàng Anna có dáng dấp đẹp nhất chuồng, được kè sang phòng bên cạnh chơi trò bấp bênh. Nàng cảm giác thầy tu này bụng to có thể là lò xo rất ngắn. Thế là Anna tìm cơ hội vác ngao bỏ chạy. Người ta cho rằng hang động này chạy đường trời cũng về lại chỗ cũ, nó không khác gì một mê cung. Quả nhiên là vậy, nàng chạy loanh quanh làm chi cho đời mỏi mệt để rồi quay về nơi tình yêu bắt đầu. Thỉnh thoảng có những tiếng động lạ phát ra ba la khiến Anna lập tức run lên vì sợ hãi. Đột nhiên thầy tu chợt đặt tay lên bờ vai nhỏ bé ấy. Vậy là kế hoạch vác ngao trốn thoát kết thúc trong thất bại. Để rồi Anna được đưa vào một căn phòng sang xịn mịn, nhìn thấy khung quanh có cảnh vật thật nên thơ. Tất nhiên Anna lại có tư duy ăn khoai nhả nhựa nơi xứ người. Vào ban đêm khi đang ngủ, đột nhiên có một bóng người đi tới, móng vuốt sắc nhọn chạm vào đôi má ửng hồng. Khi mở mắt ra gần như khiến Anna sợ sắp ngất. Một bà già điên với mái tóc rối bời cứ nhìn chằm chằm vào nàng mà không chịu chớp mắt. Những tên nữ bị bắt về vương quốc đàn bà suốt ngày thả rông đàn ngao xuống ao tắm nước lèo, ngâm hàng họ xong, nàng ấy nằm xuống giường nghiêng mình cho ráo nước. Để có sức khỏe thụ phấn cho các thầy tu, họ được bố thí những món ăn từ núi rừng xuống biển cả. Bấp bênh với lò xo của mấy gã thầy tu cũng chán nên họ không muốn nán lại đây. Một khi các nàng hết nước khoái chắc chắn họ sẽ được hiến tế cho linh hồn. Trong thực tế tộc trưởng đã hồi sinh cho hàng trăm người, nhưng có điều gì đó không ổn đối với những linh hồn được hồi sinh. Thỉnh thoảng đám âm binh ngất xỉu ngã sập mặt, hắn đành phải hút hai ngụm nước đỏ của em gái non tơ mới tỉnh lại. Tộc trưởng cho rằng Anna quá xinh đẹp, thế là nàng ấy được gả cho một vị linh mục. Trên thực tế vị linh mục này cũng là một người chết đi sống lại. Thanh niên tóc xoăn đối xử rất tốt với con vợ Anna, đến mức linh mục tự tay vẽ ra bức tranh sơn dầu làm quà cưới. Sau vài ngày nôn nao con ngao, Anna dần dần thấm nhuần tình yêu với chàng linh mục. Vì vậy Anna hy vọng người chồng dẫn cô ấy trốn thoát khỏi đây, nhưng vị linh mục tâm sự với cô ấy rằng không ai có thể thoát khỏi hòn đảo con gái. Bà già này là người hầu chịu trách nhiệm giám sát Anna. Nhưng ba người bạn của Anna lại khốn khổ hơn vì họ sẽ trở thành vật tiếp tế. Mấy thằng thầy tu có nhiệm vụ cung cấp cho ba nàng ba bộ bikini vừa cặp phếu. Lúc này các nàng được đưa ra bàn thờ ngoài trời, tất cả các cô gái đều nằm trên phiến đá chờ làm lễ hiến tế. Anna chứng kiến toàn bộ sự việc với tư cách là vợ của vị linh mục, bất đắc dĩ chứng kiến bạn bè của mình sắp bị cắt tiết gà với một con dao nhọn cận kề vào họng. Huyết của họ được sử dụng kéo dài tuổi thọ cho mấy thằng mặc áo cà sa. Sau khi xử lý một phần, mấy thằng đầu hói dùng lá thần để chữa lành vết thương, nhưng tuổi thọ của các em gái nhỏ cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều và lão hóa nhanh chóng. Anna rất đau lòng khi chứng kiến bạn bè mình phải chịu đựng điều này. Nàng ấy cố gắng hạ giọng cầu xin tộc trưởng tha cho họ, nhưng con mụ mồm thối lại nghiến răng cắn lợi chửi rủa. Người chồng hờ cũng không thể giúp ích gì trong sự việc đáng tiếc này.
Bởi vì tóc xoăn cũng dựa vào huyết để kéo dài sự sống, sau khi uống nước màu đỏ, bản chất thú tính của hắn lập tức như kẻ thần kinh. Hắn bây giờ không nhận thức được vợ mình là ai, nên hắn cho mấy thằng đầu hói kéo con vợ vào hang tối thay nhau hấp diêm đại pháp. Trong hang thỉnh thoảng có một vài cô nàng mất nhiều nước màu đỏ, nên họ đang rất khao khát lấy lại tuổi hồng thơ ngây. Mấy kẻ mất não nằm trên người Anna giống như đang nhai rẻ rách. Khi người chồng nghe thấy tiếng la hét thất thanh, hắn chợt cảm thấy mềm lòng trở lại. Sau khi hoàn lương, tóc xoăn quyết định cứu lấy Anna, chậm một phút nữa thôi sẽ biến cô nàng thành một bà già khô héo. Bà già mồm thối quát lớn, máu lên não, nổi giận khi biết Anna muốn bỏ trốn. Thế là cô nàng đưa trở lại phòng ngủ khi xưa. Các chị em rất cảm động và biết ơn khi Anna đứng ra bảo vệ họ. Với một cái ôm đủ hiểu tình cảm này rất thân thiết. Sau vài lời ngắn ngủi, họ lên kế hoạch cùng nhau trốn thoát khỏi hòn đảo lắm âm binh này. Bà lão nghe về kế hoạch của họ và muốn tham gia. Hóa ra bà ấy cũng bị hút hết nước màu đỏ khi đang độ tuổi 18 đôi mươi. Mặc dù bà ấy muốn bỏ trốn từ lâu nhưng không có cơ hội. Bây giờ bà ấy dẫn theo 4 cô gái đến một đường hầm chưa ai khám phá, thoát khỏi đây một cách suôn sẻ. Ấy vậy mà bà lão lựa chọn ở lại vì bà ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi 4 nàng chị em thoát khỏi vương quốc đàn ngao, họ gặp phải nguy hiểm khi một con chăn lớn quấn quanh chân cô gái, khiến nàng ấy sợ đến mức run rẩy cố gắng gồng mình không dám cử động. Anna hiểu biết nhanh chóng khuyên cô ấy nên thư giãn, quả nhiên con chăn khổng lồ ngay lập tức ngoan ngoãn bỏ đi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, các cô nàng lại tiếp tục bỏ chạy. Trên đường bỏ trốn, họ phát hiện một bộ tộc nguyên thủy. Các cô gái nằm trong bụi cây và quan sát hồi lâu. Chỉ dám ra ngoài sau khi chắc chắn không có nguy hiểm. Một vài bà già trong bộ tộc trông rất tốt bụng. Họ chủ động mời 4 cô nàng vào bản ăn tối. Sau đó sắp xếp một túp lều cho 4 em gái nhỏ qua đêm. Người ta nói rằng những bà già mồm thối này là gián điệp của vương quốc con gái. Đêm đó 4 nàng lại bị bắt đưa về hang. Bà cụ giúp họ bỏ trốn cuối cùng bị xử tử. Lúc này sắc mặt của tộc trưởng Thâm Như Đít nhái tái như đít dê khi biết sự việc. Vì thế con mụ mồm thối dự định hút hết nước đỏ của 4 nàng. Nghe vậy, một trong 4 cô gái bỏ chạy không may rơi tự do về chầu ông vải. 3 người còn lại được vị linh mục giải cứu khỏi hang, buộc họ phải đi bộ suốt đêm dù có mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể. Một vài anh thầy tu phía sau đang đuổi theo họ. Trong thời khắc nguy cấp, họ phát hiện ra một hang động. Vậy là họ đã trốn trong hang động suốt một đêm. Khi đang ngủ, một trong số 3 nàng sợ sắp ngất khi giật mình vướng vào mạng nhện. May mắn thay, bên trong không có linh hồn nhện ăn thịt. Cho đến bình minh hé sáng, linh mục dẫn 3 nàng tiếp tục hành trình. Vào thời điểm này, vị linh mục đã lâu rồi không hút nước màu đỏ, nên biến thành ông già chỉ sau một đêm. Anna cảm thấy rất đau lòng khi nhìn chồng hờ già đi nhanh chóng. Khi tỉnh lại, linh mục xấu hổ không muốn con vợ thấy bộ dạng trong hoàn cảnh này vì bản thân anh biến thành một xác khô tàn. Một lát sau, mấy thằng quần đùi áo số vừa đuổi kịp, dùng hung khí xuyên một nhát thấu ruột gan. Chỉ khi chắc chắn linh mục ngẽo củ tỏi, bọn chúng mới chịu rời đi. Hiển nhiên 3 người đẹp khó có đường tẩu thoát. Cuối cùng 3 nàng chỉ có thể nằm yên tại chỗ mọi việc nhờ rời. Con mụ sống dai hàng trăm tuổi này, bà ta vui như ngày hội khi nhìn một số con mồi qua ống nhòm làm bằng vỏ cây. Qua bộ phim này, chúng ta nhận thấy sức mạnh của lòng dũng cảm và sự kiên định trong việc đối mặt với những thử thách đáng sợ và tàn bạo. Các nhân vật phải đối mặt với sự hành hạ, bạo lực và nguy hiểm từ những kẻ áp bức không lường trước. Mặc dù đối diện với những cảnh kinh hoàng và mất mát, họ vẫn không từ bỏ hy vọng và quyết tâm tìm cách sống sót và thoát khỏi cuộc sống kinh hoàng này. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đưa ra một bức tranh sâu sắc về tình hình bất công và sự kiệt quệ trong xã hội. Nó đặt ra câu hỏi về lòng nhân từ và đạo đức trong một thế giới mà sự độc ác và tàn nhẫn thường xuyên làm chủ. Một chủ đề quan trọng trong bộ phim là quyền lực và sự lạc quan. Các nhân vật phải đối mặt với sự kiểm soát và áp bức từ bên ngoài, nhưng họ vẫn cố gắng tìm kiếm hy vọng và tự do bằng cách này. The Thirsty Dead thúc đẩy khán giả suy nghĩ về ý nghĩa của tự do và sự cố gắng để đối phó với sự chinh phục. Cuối cùng, bộ phim cũng là một cảnh báo về sự tàn bạo và ác độc của con người. Nó cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào sự tàn nhẫn và sự thực dụng của một số người trong xã hội và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ những người yếu đuối và vô tội. Tóm lại, The Thirsty Dead không chỉ là một bộ phim kinh dị giải trí mà còn là một tác phẩm đầy ý nghĩa, khám phá sâu sắc về bản chất của con người và thế giới xung quanh chúng ta. Bộ phim đã đến hồi kết, đừng quên bấm nút đăng ký và bật chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Cuốn phim rất mong được chào đón bạn vào gia đình YouTube, nơi chia sẻ những bộ phim có độ giải trí cao để mọi người có một ngày thư giãn vui vẻ nhất có thể. Bye bye!